Xin chào thầy các em, hôm nay thầy sẽ cùng với các em tìm hiểu bài học cơ năng. Vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm mới, đó là khái niệm về cơ năng. Vậy trong bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu thế nào là cơ năng, các dạng tồn tại của cơ năng là gì. Thì chúng ta bắt đầu vào bài học. Phần 1 la mã cơ năng. Vậy để hiểu về cơ năng cũng như là chúng ta tìm hiểu về khái niệm của cơ năng, thì trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu một khái niệm mà chúng ta thường sử dụng ở trong đời sống hàng ngày, đó là năng lượng. Vậy phần đầu tiên, năng lượng là gì? Thì chúng ta mới để ý đến một số ví dụ mà thầy có đưa trên bảng. Thế đây thầy có liệt kê một số năng lượng mà chúng ta hay sử dụng ở trong thực tế. Đó là năng lượng của dòng nước, năng lượng điện, năng lượng nhiệt, năng lượng ánh sáng và năng lượng của cơ thể. Vậy thì những khái niệm về năng lượng này nó có mối quan hệ với nhau như thế nào, hay nó có cái điểm gì đặc biệt? Thì đây thì thầy có một cái sự kết nối, đó là năng lượng của dòng nước chuyển thành năng lượng điện thông qua nhà máy thủy điện. Năng lượng điện chuyển thành năng lượng nhiệt thông qua bếp điện. Tức là khi chúng ta sử dụng bếp điện, thì điện, năng lượng của điện đã chuyển thành năng lượng nhiệt, tức là làm cho các vật bị đốt nóng. Tương tự, khi chúng ta sử dụng bóng đèn chiếu sáng, thì năng lượng điện đã được chuyển thành năng lượng ánh sáng. Thế còn năng lượng của cơ thể, đó là khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì, nếu cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, người ta hay nói rằng chúng ta gì nhỉ, tràn đầy năng lượng, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ làm được công việc một cách rất là hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên thì khi cơ thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hay người ta nói rằng là cơ thể chúng ta đang ít năng lượng hoặc là mất dần năng lượng, thì mọi công việc kể từ học tập cũng như là làm việc thông thường chúng ta sẽ thấy rất là uể oải. Vậy thì đây là một số ví dụ về khái niệm năng lượng được sử dụng trong thực tế. Do đó, người ta có thể hiểu năng lượng là gì. Vậy đây thì thầy có đưa ra một cách hiểu về năng lượng. Đó là năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công. Đây thì chúng ta sẽ lấy ví dụ, đó là các hoạt động của chúng ta. Thế vậy bây giờ chúng ta muốn làm được một công việc nào đó, tức là chúng ta đang phải thực hiện một công. Thế vậy thì cái năng lượng mà để cho chúng ta làm cái công việc đó, tức là nó đã thực hiện được một công. Mà ở trong cái bài học về công thì chúng ta phải phân biệt ra hai cái ở trong chúng ta đã được học trong bài học, đó là gì nhỉ? Thứ nhất đó là công theo cách hiểu thông thường, và thứ hai đó là khái niệm về công cơ học. Thì ở bài học về công cơ học thì thầy đã hướng dẫn các em về khái niệm cũng như là công thức xác định công cơ học. Thì ở trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp, đó là năng lượng nó có một dạng là khả năng thực hiện công. Thì vậy thì các dạng tồn tại của năng lượng trong thực tế, thì ở đây thì thầy có liệt kê cái tên gọi của các năng lượng mà chúng ta hay sử dụng trong đời sống. Thế vậy thì các dạng tồn tại của nó thì nó sẽ có một số cái dạng tồn tại của năng lượng như sau. Thứ nhất là cơ năng, dạng thứ hai là nhiệt năng, thứ ba là nội năng và một số dạng tồn tại khác. Vậy thì trong các dạng tồn tại của năng lượng này thì một dạng tồn tại đơn giản nhất đó chính là cơ năng. Vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một dạng tồn tại của năng lượng đơn giản nhất, đó chính là cơ năng. Sang phần 3 nhỏ, đó là cơ năng. Vậy ở phần ví dụ trên thầy có nói là gì nhỉ? Năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công. Vậy khi tìm hiểu về cơ năng thì chúng ta sẽ quan tâm đến thực hiện công, mà công ở đây đó là công cơ học. Vậy cơ năng là gì? Khi một vật có khả năng thực hiện một công cơ học thì ta nói rằng vật đó có cơ năng. Vậy một vật có cơ năng tức là vật đó có khả năng thực hiện một công cơ học. Nào bây giờ chúng ta lại quay lại khái niệm thế nào là công cơ học.
Thì ở bài học trước chúng ta nói công cơ học là gì? Là khi một vật tác dụng một lực vào vật khác và làm cho vật đó chuyển rời. Vậy khái niệm công cơ học luôn đi kèm theo yếu tố về lực tác dụng vào vật, và yếu tố thứ hai đó là phải làm cho vật đó chuyển rời. Thì đây chính là khái niệm về cơ năng. Vậy khi tìm hiểu về cơ năng theo khái niệm như vậy thì chúng ta có thể thấy nếu một vật có khả năng thực hiện công càng lớn thì cơ năng của nó càng lớn. Ngược lại, nếu một vật có cơ năng càng lớn thì khả năng thực hiện công, ở đây là công cơ học, của nó sẽ càng lớn. Và vì cơ năng là một dạng của năng lượng, và người ta xây dựng khái niệm cơ năng dựa trên khả năng thực hiện công cơ học của vật, do đó đơn vị của cơ năng nó sẽ có đơn vị là joule, giống như đơn vị của công cơ học. Ở đây thầy ghi trên bảng đó là đơn vị cơ năng. Thì có đơn vị là joule. Vậy ngoài ra thì người ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng các đơn vị là bội số của joule, như là kilojoule hay là megajoule. Đấy. Thì cái phần về đơn vị của cơ năng thì cũng giống như các về phần đơn vị của công cơ học mà thầy đã trình bày ở trong những bài học trước. Vậy phần thứ nhất là chúng ta đã tìm hiểu xong về cơ năng. Vậy khi tìm hiểu về cơ năng thì chúng ta sẽ phải xem xét xem cơ năng tồn tại ở các dạng của nó, các dạng của cơ năng nó gồm những dạng nào. Thì ở trong phạm vi bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu với các em sang phần tiếp theo, đó là các dạng của cơ năng. Ở đây chúng ta có hai dạng của cơ năng, đó là thế năng và động năng. Sau đây sang phần hai La Mã, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về thế năng. Sang phần hai La Mã thì chúng ta tìm hiểu về thế năng. Thì thế năng ở đây chúng ta tìm hiểu sẽ bao gồm hai loại, đó là thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em phần một nhỏ thế năng hấp dẫn. Vậy để hiểu thế nào là thế năng hấp dẫn thì chúng ta quan sát đến một thí nghiệm. Thì sơ đồ thí nghiệm được thầy bố trí như ở trên bảng. Thì sơ đồ thí nghiệm này bao gồm hai vật nặng A và B. Vật nặng A và B thì được nối với nhau thông qua một dây dẫn và bắt qua một dòng dọc. Vật nặng A thì có thể di chuyển theo phương thẳng đứng, còn vật nặng B thì có thể di chuyển theo phương nằm ngang ở trên mặt bàn. Còn ở phần mặt phẳng phía dưới thì thầy coi nó là mặt đất. Ở đây thầy điền thêm cái sự kiện đây là mặt bàn. Vậy chúng ta mới quan sát đến hình số 1 và hình số 2. Đây là hình số 1 và chỗ này là hình số 2. Thì người ta quan sát trên hình số 1 và hình số 2, người ta nhận thấy ở hình số 1 khi vật A nằm yên ở trên mặt đất thì thấy rằng là vật A đứng yên và vật B cũng đứng yên, tức là vật A không có khả năng sinh công. Vậy trong trường hợp này chúng ta nói vật A không có cơ năng. Trong trường hợp thứ nhất, khi vật A ở trên mặt đất, cái này là không có cơ năng, có khả năng sinh công. Tức là nó không có cơ năng. Tuy nhiên, khi chúng ta đưa vật A lên một độ cao h nhất định, ở đây độ cao thầy ký hiệu là độ cao h, và sau đó chúng ta buông tay, thì người ta nhận thấy là vật A sẽ chuyển động từ trên xuống dưới. Bởi vì làm sao nhỉ? Bởi vì vật A có trọng lực, tức là lực hút của trái đất tác dụng lên vật A, làm cho vật A dịch chuyển xuống dưới. Và khi vật A dịch chuyển xuống dưới thì A với B được nối với nhau thông qua dây nối. Do đó vật B sẽ chuyển động theo hướng từ bên phải sang bên trái theo hướng nhìn vào bảng. Ở đây thầy vẽ chiều chuyển động, A sẽ chuyển động xuống dưới, còn B sẽ chuyển động sang ngang, trong đó từ hướng bên phải sang bên trái. Như vậy vật A đã
tác dụng lên vật B và làm cho vật B chuyển động, tức là chuyển rời ra khỏi vị trí ban đầu. Do đó chúng ta có thể nói vật A đã thực hiện một công cơ học, hay nói cách khác đó là vật A có cơ năng. Đây, vật A có cơ năng. Và cơ năng ở trong trường hợp này thì người ta gọi là thế năng. Đấy nhá. Vậy thì cơ năng ở trong trường hợp khi chúng ta nâng vật A lên một độ cao h nào đó, làm cho vật B chuyển động, tức là vật A đã thực hiện một công cơ học tác dụng lên trên vật B. Và cơ năng của vật A trong trường hợp này người ta gọi là thế năng. Vậy thì theo như mô hình thí nghiệm thì chúng ta nhận thấy là khi càng nâng vật A lên trên cao thì khả năng thực hiện công của vật A càng lớn, tức là thế năng của vật A càng lớn, hay nói khác là thế năng phụ thuộc vào độ cao h. H càng lớn thì thế năng càng lớn. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là khi vật A càng nặng, tức là vật A có khối lượng càng lớn, thì khả năng thực hiện công tác dụng lên vật B cũng càng lớn. Vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là thế năng của vật A cũng phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu đến nội dung tiếp theo, đó là khái niệm về thế năng hấp dẫn. Đấy nhá. Chúng ta đang nói là cơ năng ở trong trường hợp này gọi là thế năng. Nhưng thế năng hấp dẫn là gì? Thì khái niệm thế năng hấp dẫn được xuất phát từ vị trí so sánh chiều cao của vật so với mặt đất. Và người ta đưa ra khái niệm là gì? Thế năng được xác định bởi độ cao của vật so với mặt đất thì được gọi là thế năng hấp dẫn. Hoặc người ta còn dùng một khái niệm khác, đó là thế năng trọng trường. Vậy thì thế năng theo khái niệm thầy vừa đưa ở đây với thế năng hấp dẫn thì có gì giống và có gì khác nhau? Thì giống nhau ở đây là gì? Là đều phải có một độ cao nhất định. Nhưng ở trong bài toán về thế năng, khái niệm về thế năng ở trong trường hợp thứ nhất, thì chúng ta chỉ quan tâm đến vật có một độ cao h nào đó. Nhưng trong khái niệm về thế năng hấp dẫn thì độ cao h này bắt buộc phải so với mặt đất. Vậy tức là nó sẽ khác nhau về vị trí để lấy mốc để xác định ra độ cao h. Vậy thì ở đây thì các yếu tố phụ thuộc vào thế năng cũng như là thế năng hấp dẫn thì chúng ta sẽ đưa ra các yếu tố phụ thuộc như sau. Yếu tố phụ thuộc đầu tiên đó chính là vị trí của vật làm mốc. Thế năng hấp dẫn vật làm mốc chúng ta phải lấy ở trên ở mặt đất. Còn khi chỉ nói về thế năng, chúng ta hoàn toàn có thể lấy vật mốc là một điểm bất kỳ. Thứ nhất đó là vị trí làm mốc. Vậy vị trí làm mốc nó sẽ quyết định đến điều gì? Với các vị trí làm mốc khác nhau thì chiều cao hoặc độ cao nó sẽ khác nhau. Và độ cao khác nhau thì sẽ quyết định đến thế năng của vật là khác nhau. Và một yếu tố phụ thuộc thứ ba đó chính là khối lượng của vật, như thầy vừa trình bày. Khối lượng. Vậy có thể tổng kết chung đó là các yếu tố phụ thuộc hay các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thế năng của một vật, nó là gồm có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là vị trí chúng ta chọn làm mốc. Yếu tố vị trí chọn làm mốc sẽ quyết định đến giá trị của độ cao. Và khối lượng của vật cũng ảnh hưởng đến giá trị thế năng này. Vậy cùng một vật, cùng ở một vị trí A như trên bảng, nếu chúng ta lấy mốc là mặt đất, tức là vị trí mốc là điểm số 1, thì chúng ta có độ cao là h. Chúng ta có độ cao điểm số 1 tương ứng với giá trị h. Tuy nhiên, nếu chúng ta lấy mốc không phải là điểm số 1 mà chúng ta lấy mốc là điểm số 2, như thầy đánh dấu ở trên bảng, đây là điểm số 2.
Lúc này vị trí làm mốc thay đổi, do đó độ cao của vật so với vật mốc cũng sẽ thay đổi. Và lúc này độ cao nó chỉ còn là h phẩy. Và chúng ta có ở vị trí số 2 độ cao trong công thức để xác định thế năng nó sẽ là h phẩy. Do đó khi nói đến thế năng của một vật là chúng ta phải xét đến thế năng của vật đó so với vị trí làm mốc nào. Còn nói đến thế năng hấp dẫn tức là chúng ta đã thống nhất lấy chung một điểm mốc, đó chính là mặt đất. Và do vậy nếu lấy mặt đất làm mốc thì khi so sánh thế năng hấp dẫn của hai vật có cùng khối lượng, một vật ở vị trí thứ nhất và một vật ở vị trí thứ hai. Ở vị trí này thầy ghi ký hiệu là điểm E và vị trí này là vị trí của điểm F. Thì mình nhận thấy là thế năng hấp dẫn của vật ở vị trí điểm E nhỏ hơn thế năng hấp dẫn của vật ở vị trí điểm F. Vì điểm E độ cao của nó là H1, nhưng điểm F độ cao của nó là H2. Thì chúng ta khi so sánh hai điểm E và điểm F thì chúng ta nhận thấy là H1 nhỏ hơn H2. Do đó thế năng hấp dẫn của vật ở điểm E nhỏ hơn thế năng hấp dẫn của vật khi vật ở điểm F. Thế đấy là những khái niệm về thế năng hấp dẫn mà thầy vừa trình bày. Sau đây thì chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, chúng ta tìm hiểu về thế năng đàn hồi. Chuyển sang phần tìm hiểu về thế năng đàn hồi thì sau đây thì thầy sẽ cùng các em tìm hiểu về sơ đồ thí nghiệm. Thì sơ đồ thí nghiệm của thầy sử dụng ở đây đó, chúng ta sử dụng lò xo. Thì lò xo nó sẽ có hai cái dạng, lò xo ở dạng số 1 và lò xo ở dạng số 3. Lò xo ở dạng số, thầy nói dạng số 3 trước. Lò xo ở dạng số 3 thì là cái dạng lò xo rất là quen thuộc, nó chính là cái lò xo ở trong cái bút bi của chúng ta. Đây là lò xo ở dạng số 3, tức là nó gồm có nhiều vòng người ta quấn xoắn lại thành ống. Và lò xo ở dạng số 1 đó chính là cái lò xo ở dạng một vòng tròn. Thì lò xo là gì? Lò xo đó là những vật mà nó có khả năng, nó có tính đàn hồi, tức là khi chúng ta bóp nó lại thì khi bỏ tay ra thì nó lại trở về vị trí ban đầu, khi chúng ta kéo giãn nó ra, chúng ta bỏ tay ra thì nó lại trở về vị trí ban đầu. Thì ở đây thì cái bài toán về tìm là cái lý thuyết về thế năng đàn hồi thì người ta tìm hiểu trên hai cái thí nghiệm đối với lò xo. Thì người ta sẽ tiến hành làm như sau. Đầu tiên là người ta dùng một sợi dây, người ta buộc hai cái điểm của lò xo tròn số 1 lại. Thì khi đó thì chúng ta sẽ được hình dạng lò xo khi bị nén lại, nó giống như ở hình số 2. Tương tự với cái lò xo ở dạng ống hình số 3 thì người ta cũng buộc dây ở điểm trên và điểm dưới, thì chúng ta được cái hình dạng lò xo khi bị nén giống như hình số 4. Và ở hình số 2 và hình số 4 thì người ta đều đặt một cái vật lên trên cái lò xo. Thì cái vật ở đây thì người ta sử dụng là một miếng gỗ nhỏ. Thì bây giờ để tìm hiểu về thế năng đàn hồi thì người ta tiến hành làm một thí nghiệm, đó là người ta tiến hành cắt cái dây buộc ở hình số 2 cũng như là cắt cái dây buộc ở hình số 4. Thì sau khi cắt dây buộc thì người ta nhận thấy vì lò xo có tính đàn hồi, chính vì thế nên là lò xo nó đàn hồi để trở về hình dạng ban đầu. Và khi để nó đàn hồi trở về hình dạng ban đầu thì nó sẽ tác dụng lực lên trên vật nặng, ở đây là miếng gỗ, và nó làm cho miếng gỗ này dịch chuyển. Tương tự ở trong trường hợp số 4 này cũng thế, khi chúng ta cắt đứt dây buộc, dây giữ hai đầu thì lò xo cũng đàn hồi trở về hình dạng ban đầu và nó tác dụng lên vật của chúng ta một lực và nó làm cho cái vật này dịch chuyển. Thì vậy ở cả trong hai thí nghiệm đối với lò xo hình tròn hay là đối với lò xo hình ống, hình trụ thì người ta nhận thấy lò xo đều sinh công. Trong trường hợp thứ nhất, lò xo sinh công tác dụng lên miếng gỗ. Trường hợp thứ hai, lò xo cũng sinh công và tác dụng lên miếng gỗ. Vậy chúng ta nói rằng là lò xo đã thực hiện một công, hay nói khác nó có cơ năng. Và cơ năng ở trong trường hợp này người ta cũng gọi nó là thế năng. Vậy thì thế năng ở trong trường hợp này
nó khác gì thế năng mà chúng ta vừa nói vừa nãy, đó là thế năng hấp dẫn. Thì ở đây để thấy được sự khác biệt giữa hai thế năng này thì người ta mới quan tâm đến thí nghiệm cụ thể của hình này và thí nghiệm ở trong phần vừa nãy thầy vừa trình bày. Thì ở trong phần này thì người ta nhận thấy là lò xo biến dạng đàn hồi càng nhiều thì sinh công càng lớn, hay nói khác là thế năng của nó là càng lớn. Do vậy thế năng ở trong trường hợp này nó sẽ phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của lò xo. Và chính vì thế nên tên gọi của thế năng trong trường hợp này người ta gọi là thế năng đàn hồi. Vậy thế năng đàn hồi là gì? Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi thì được gọi là thế năng đàn hồi. Vậy ở đây chúng ta lưu ý là nó phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi thì được gọi là thế năng đàn hồi. Và các trong các vật có tính chất đàn hồi thì chúng ta gặp mà chúng ta khảo sát đơn giản nhất đó chúng ta quan tâm đến một cái lò xo. Do vậy thì ở đây thì cũng giống như phần trước thì thầy sẽ cùng các em tìm hiểu đó là các yếu tố phụ thuộc vào thế năng đàn hồi trong trường hợp này như thế nào. Thì đầu tiên, khi lò xo càng bị nén nhiều hay nói khác là biến dạng càng nhiều thì thế năng đàn hồi càng lớn. Vậy yếu tố phụ thuộc đầu tiên đó chính là độ biến dạng đàn hồi. Đầu tiên đó chính là độ biến dạng. Nhưng các em lưu ý ở đây là biến dạng đàn hồi. Vậy cái mức độ biến dạng đàn hồi này là gì? Là khi chúng ta bỏ tay hoặc chúng ta bỏ cái dây giữ này thì nó lại phải trở về được hình dạng ban đầu. Thì cái đấy người ta gọi là độ biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng đàn hồi càng lớn thì thế năng đàn hồi của vật ở đây là càng lớn. Vậy cái thứ yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải xem xét đến ảnh hưởng đến giá trị của thế năng đó chính là mức độ đàn hồi, hay thế khác là khả năng đàn hồi. Với mỗi một lò xo thì chúng ta sẽ có một khả năng đàn hồi khác nhau. Vậy căn cứ vào khả năng đàn hồi của mỗi một loại lò xo khác nhau thì người ta cũng sẽ có những thế năng đàn hồi có giá trị khác nhau. Vậy thì ở phần tìm hiểu về thế năng thì thầy đã giới thiệu với các em hai loại thế năng, đó là thế năng hấp dẫn hay còn cách gọi khác đó là thế năng trọng trường, và loại thứ hai đó chính là thế năng đàn hồi. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ba la mã để tìm hiểu một dạng nữa của cơ năng, đó chính là động năng. Chúng ta chuyển sang phần ba la mã động năng. Vậy để tìm hiểu về khái niệm động năng cũng như là các yếu tố phụ thuộc vào động năng thì chúng ta quan sát sơ đồ thí nghiệm như sau. Sơ đồ thí nghiệm thì bao gồm một máng nghiêng, trong đó có một phần dốc và một phần nằm ngang, được thầy ký hiệu bằng đường vẽ màu vàng. Có hai vật, vật B thì nằm ở trên mặt ngang, còn vật A là một quả cầu nằm ở trên mặt nghiêng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành làm thí nghiệm, đó là thả cho quả cầu A lăn trên mặt nghiêng để lăn xuống dưới. Thì khi thả quả cầu A, chúng ta sẽ có nhiều vị trí để thả quả cầu A. Thì ở đây thì thầy lựa chọn vị trí thả quả cầu A là vị trí số 1. Thì người ta quan sát hiện tượng đó là khi quả cầu A được thả thì nó sẽ lăn theo mặt nghiêng và đi xuống dưới. Thì khi nó lăn xuống dưới thì nó sẽ va chạm vào vật B. Thì thầy vẽ là khi quả cầu A lăn xuống vị trí dưới đây, đường chấm này, đây chính là quả cầu A. Khi quả cầu A lăn xuống dưới thì nó sẽ chạm vào vật B, và nó chạm vào vật B thì nó sẽ làm cho B dịch chuyển, tức là nó đã thực hiện một công cơ học. Vậy công cơ học ở đây là do vật A chuyển động tác dụng vào vật B làm cho vật B dịch chuyển, và công cơ học ở trong trường hợp này người ta gọi là động năng.
vật A có cơ năng do vật A đã thực hiện được một công tác dụng lên vật B, và cơ năng của vật A trong trường hợp này người ta gọi là động năng. Tức là động năng chính là cơ năng của một vật liên quan đến chuyển động của vật đó. Tiếp theo thì chúng ta lại quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến động năng của một vật. Thì ở đây thì người ta tiến hành làm hai thí nghiệm tiếp theo. Thí nghiệm đầu tiên đó là thả vật A ở vị trí số 2 cao hơn so với vị trí vừa nãy. Thì khi ở vật A ở vị trí cao hơn thì người ta quan sát là vật A khi lăn xuống vị trí dưới chạm vào vật B thì sẽ có vận tốc lớn hơn. Và trong trường hợp này vật B sẽ bị tác dụng va chạm làm cho nó chuyển động một đoạn xa hơn. Tức là công của vật A sinh ra lớn hơn, hay nói cách khác là cơ năng, và cụ thể hơn ở trong trường hợp này là chúng ta quan tâm đến động năng. Tức là động năng của vật A khi nó được thả từ vị trí 2 sẽ cao hơn động năng của vật A khi nó được thả từ vị trí số 1. Vậy động năng lớn khi vận tốc của vật lớn. Đấy là yếu tố phụ thuộc thứ nhất, đó chính là vận tốc của vật. Và yếu tố phụ thuộc thứ hai đó là người ta tiến hành thay vật A bằng một vật A phẩy, cũng là một quả cầu nhưng có khối lượng lớn hơn. Thì khi chúng ta cũng thả quả cầu A phẩy cũng tại vị trí số 1, và người ta nhận thấy là khi quả cầu A phẩy nó lăn xuống, nó va chạm vào vật B thì nó sẽ sinh ra một công lớn hơn, tức hay nói khác là làm cho vật B dịch chuyển một đoạn xa hơn. Thì cái công này nó lớn hơn công của vật A ở trong trường hợp thí nghiệm đầu tiên. Hay nói cách khác là động năng của vật ở trong trường hợp sử dụng quả cầu A phẩy lớn hơn động năng của vật, đó chính là quả cầu A. Vậy khối lượng của vật càng lớn thì động năng của nó cũng sẽ càng lớn. Vậy yếu tố phụ thuộc thứ hai đến giá trị động năng đó chính là khối lượng. Vậy ở trong phần khái niệm về động năng thì thầy đã đưa ra cho các em những thông tin như vậy. Vậy chúng ta cần lưu ý những cái gì khi ghi nhớ thông tin về động năng? Thông tin đầu tiên mà chúng ta cần ghi nhớ đó là động năng phải gắn liền với chuyển động. Vậy thế nào là một vật chuyển động? Thì ở trong bài học về chuyển động thì chúng ta đã được đề cập rồi. Chuyển động là có tính tương đối, tức nói đến một vật chuyển động là chúng ta phải quan tâm đến vật được lựa chọn làm mốc. Vậy ví dụ ở trong trường hợp chúng ta thả quả cầu A như thế này, thì chúng ta giả ở trong trường hợp này chúng giả sử chúng ta theo mô hình này, chúng ta coi mặt bảng là vật làm mốc, khi đó quả cầu A là đang chuyển động. Vậy có vật có chuyển động tác dụng lên vật B, và nó được cơ năng của nó trong trường hợp này người ta gọi là động năng. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là các yếu tố phụ thuộc đến giá trị của động năng, đó là vận tốc và khối lượng của vật. Vật có khối lượng càng lớn, chuyển động càng nhanh, tức là vận tốc càng lớn, thì động năng của nó càng lớn. Vậy hai dạng của cơ năng mà thầy vừa trình bày đó là động năng và thế năng. Vậy thì hai dạng này nó có mối quan hệ gì với cái bài toán mình chúng ta học, đó là khái niệm về cơ năng? Thì ở đây một vật nó có thể chỉ có động năng, một vật nó có thể chỉ có thế năng, và một vật nó cũng có thể có cả hai động năng và thế năng. Do đó ở đây thì thầy có thể ghi cơ năng thì bao gồm động năng và thế năng. Động năng và thứ hai đó là thế năng. Vậy với một vật chúng ta có thể có cả động năng và có cả thế năng. Động năng và thế năng là hai dạng cơ năng mà luôn tồn tại
ở trong một vật khi chúng ta khảo sát. Vậy ví dụ chúng ta khảo sát vật A thì chúng ta đang quan sát đến động năng. Ở trong trường hợp trước khi chúng ta khảo sát lò xo, chúng ta lại quan tâm đến thế năng đàn hồi. Khi nói đến cơ năng của một vật thì chúng ta phải chú ý cơ năng nó bao gồm động năng và thế năng. Vậy nếu thầy ký hiệu cơ năng đó là chữ V kép, động năng thầy ký hiệu là chữ V kép D. Chữ D là viết tắt của động năng. Còn thế năng thì thầy ký hiệu là chữ V kép T. Chữ T là viết cắt của chữ thế năng. Vậy khi đó thì thầy sẽ đưa ra được công thức V kép bằng V kép D cộng với V kép T. Thì qua công thức này thì chúng ta sẽ biết được đối với một vật cơ năng của nó là bằng động năng cộng với thế năng. Và đối với một số vật khi chỉ có thế năng thì động năng của nó sẽ bằng 0. Hoặc nó chỉ có động năng thì thế năng của nó sẽ bằng 0. Còn lại nếu người ta nói rằng vật bao gồm cả động năng và cả thế năng thì chúng ta phải sử dụng công thức cơ năng bằng động năng cộng với thế năng. Thế sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 La Mã của bài học ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ giải quyết một số bài tập vận dụng của kiến thức lý thuyết ngày hôm nay. Chuyển sang phần vận dụng thì ở đây thì hôm nay chúng ta thầy sẽ dẫn các em giải quyết 3 bài tập vận dụng. Thì chúng ta vào bài tập đầu tiên. Câu thứ nhất, cơ năng của các vật dưới đây thuộc dạng nào? Vật thứ nhất đó là một viên bi nằm yên ở trên mặt bàn. Vật thứ hai là viên bi đang lăn ở trên mặt bàn. Và vật thứ ba đó là viên bi đang rơi từ trên mặt bàn xuống đất. Vậy để biết được cơ năng của viên bi ở trong 3 trường hợp này thuộc dạng nào thì chúng ta sẽ quan sát đến trạng thái của viên bi này. Ở vị trí đầu tiên đó là viên bi nằm yên trên mặt bàn. Vậy ở phần A, khi viên bi nằm yên trên mặt bàn tức là nó không có chuyển động tương đối so với mặt bàn. Vậy thì động năng của viên bi lúc này là không có, tức hay chúng ta có thể ký hiệu là động năng của nó là bằng 0 trong trường hợp thứ nhất. Và viên bi nằm ở trên mặt bàn thì có một độ cao xác định so với mặt đất. Chính vì thế ở trong trường hợp này viên bi có thế năng và thế năng này gọi là thế năng hấp dẫn. Vậy trong trường hợp ở phần A thì chúng ta có thế năng hấp dẫn. Và cơ năng ở đây là thuộc dạng, đó chính là thế năng hấp dẫn. Sang phần B, khi viên bi đang lăn ở trên mặt bàn. Viên bi đang lăn ở trên mặt bàn, vậy so với mặt bàn là viên bi đang có chuyển động. Vậy đầu tiên đó là chúng ta có động năng. Tương tự giống như ở trường hợp trên thì khi viên bi nằm ở trên mặt bàn tức nó có một độ cao xác định so với mặt đất, do vậy nó cũng có thế năng hấp dẫn. Ở đây chúng ta cũng có thế năng hấp dẫn. Thì theo như thông tin của viên bi ở phần B này thì nó chuyển động ở trên mặt bàn, giả sử chúng ta đang xét ở trong phạm vi chương trình học của chúng ta đó là xét về chuyển động đều, thì động năng của nó là một giá trị xác định hay là một giá trị không đổi? Cái này thầy ghi chữ không đổi. Và khi viên bi nằm ở trên mặt bàn nó cũng có một độ cao xác định so với mặt đất, chính vì thế thế năng hấp dẫn của nó trong trường hợp này cũng không đổi. Rồi, chúng ta chuyển sang phần C. Đó là viên bi đang rơi từ mặt bàn xuống mặt đất. Vậy thì khi viên bi rơi thì chúng ta nhận thấy này, thứ nhất, nó vẫn có một độ cao so với mặt đất, tức là nó vẫn tồn tại thế năng hấp dẫn. Tuy nhiên, khi nó rơi thì độ cao của nó giảm dần, do đó
thế năng hấp dẫn cũng sẽ thay đổi. Và đây cụ thể hơn đó là thế năng hấp dẫn tồn tại và nó sẽ giảm dần trong suốt quá trình viên bi rơi. Đầu tiên đó là thế năng hấp dẫn giảm dần. Khi nó ở trên bàn thì nó có một độ cao, trong trường hợp này gọi là cao nhất. Khi nó rơi xuống chạm dưới mặt đất thì độ cao của nó so với mặt đất là bằng 0. Vậy thì tức là thế năng hấp dẫn của nó giảm dần về giá trị bằng 0. Và trong suốt quá trình rơi thì nó viên bi này nó cũng có vận tốc. Chính vì thế nên nó cũng tồn tại một dạng cơ năng đó là động năng. Thì khi viên bi rơi từ mặt bàn xuống dưới đất thì trong suốt quá trình rơi thì vận tốc của nó là tăng dần, tăng lên. Chính vì thế nên là giá trị động năng của nó cũng tăng dần. Vậy ở trường hợp B và trường hợp C, viên bi đều có động năng và thế năng, ở đây là thế năng hấp dẫn. Tuy nhiên nó khác nhau về sự thay đổi giá trị. Ở phần B thì động năng có giá trị không đổi, thế năng hấp dẫn cũng có giá trị không đổi. Nhưng ở phần C thì thế năng hấp dẫn có xu hướng giảm dần, còn động năng thì có lại xu hướng tăng lên. Vậy với lý thuyết của bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã phân tích được ra các dạng cơ năng của viên bi ở trong 3 trường hợp A, B và C. Sau đây thì chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2 thầy đọc đề bài: một vật có khối lượng m, đơn vị là kg, được thả rơi từ độ cao h, có đơn vị là mét. Câu A nhỏ: tính công của vật thực hiện cho đến khi chạm đất. Và phần B đó là tính thế năng của vật ở độ cao h. Thì ở đây thì các thông số của đề bài cho bao gồm khối lượng và độ cao của vật. Và sau người ta cho vật rơi từ độ cao h khi đến chạm đất và yêu cầu tính công. Vậy ở bài số 2 này, công ở đây thì chúng ta phải xác định được hai yếu tố, đầu tiên là lực và khoảng chuyển rời, hay nói khác là quãng đường chuyển rời. Thì đầu tiên về lực, bài số 2. Về lực, khi thả rơi một vật rơi xuống dưới đất thì lực tác dụng vào vật ở đây chính là trọng lực. Trọng lực P. Trọng lực P có giá trị gấp 10 lần trị số của khối lượng. Do vậy thầy có thể viết P bằng 10 nhân với M. M có đơn vị là kg, P thì có đơn vị là Newton. Chúng ta có Newton. Khi vật dịch chuyển từ vị trên ở độ cao h xuống mặt đất, tức là quãng đường dịch chuyển của nó chính là bằng h. Do vậy công A, theo công thức thì công A bằng F nhân S. Vậy trong trường hợp cụ thể này thì chúng ta có suy ra công A. Lực ở đây chính là bằng P, còn quãng đường mà vật dịch chuyển được chính là bằng độ cao H. Vậy chúng ta có A bằng P nhân H. Thay kết quả ở trên thì chúng ta được A bằng 10 nhân M nhân H. Và đơn vị của công trong trường hợp này là joule. Sang phần B, người ta yêu cầu là tính thế năng của vật ở độ cao h. Khi vật ở độ cao h, tức là ở vị trí trên cùng, ở vị trí trên trước khi người ta thả nó xuống, thì ở vị trí này thì nó sẽ có thế năng. Và khi nó rơi xuống dưới mặt đất thì giống như ở bài phần C, ở bài trên, bài số 1 thì thầy có nói là gì? Khi nó rơi xuống thì thứ nhất là thế năng của nó sẽ giảm và động năng của nó sẽ tăng. Vậy trong quá trình rơi này, toàn bộ thế năng thì đã được chuyển dần thành động năng. Đồng thời nó thực hiện công, và công ở đây chính là công A. Do vậy ở trong trường hợp này, khi vật ở vị trí trên cùng thì thế năng của nó sẽ có giá trị chính bằng công A thực hiện, mà công A thực hiện này là của trọng lực P. Đấy, vậy đây chúng ta có
thế năng VKT thì chính bằng cộng A. Chính bằng cộng A. Lý do tại sao? Bởi vì là thế năng được chuyển dần thành động năng. Thế năng được chuyển dần thành động năng và thực hiện một công. Vậy khi vật rơi từ vị trí có độ cao h xuống mặt đất thì công thực hiện được bằng A, thì công này chính là bằng thế năng của vật khi vật ở vị trí độ cao h. Từ đây chúng ta suy ra được VKT thì chính bằng 10 nhân M nhân VH. Đấy là về mặt trị số. Còn về mặt đơn vị thì thế năng nó cũng có đơn vị là joule. Tất cả năng lượng thì có đơn vị là joule. Và vậy cơ năng, thế năng và động năng thì đều có đơn vị là joule, giống như công cơ học A. Vậy thì ở bài toán số 2 thì chúng ta đã giải quyết xong. Thì sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Đó là một người ngồi trong một ô tô đang chuyển động. Và ở đây thì chúng ta xét đó là chuyển động đều. Người ta hỏi rằng là một người ngồi trong một ô tô đang chuyển động đều thì có động năng hay không? Đấy. Vật ở đây chuyển động là ô tô và người thì ngồi trong ô tô. Vậy câu hỏi là người có động năng ở trong trường hợp này hay không? Thì vậy thì theo lý thuyết về động năng thì động năng đó là một dạng cơ năng sinh ra do chuyển động. Vậy thì nếu chúng ta xét cái đối tượng khảo sát của chúng ta là cái ô tô thì cái ô tô có chuyển động, vậy thì cái ô tô là có động năng. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta lại quan tâm đến người ngồi trong xe ô tô. Và để biết được người ngồi trong xe ô tô có động năng hay không thì chúng ta phải quan tâm đến vật làm mốc. Vật lựa chọn làm mốc sẽ quyết định đến việc là người có chuyển động hay là người đang đứng yên. Vậy ở bài số 3 chúng ta phải quan tâm đến vật mốc. Vậy nếu chúng ta lấy chính cái ghế ô tô hoặc là chính cái ô tô làm vật mốc. Đây chúng ta là so với, đầu tiên là so với ô tô. Khi so với ô tô thì người là đứng yên, tức là vận tốc V bằng 0. Người không có vận tốc thì chúng ta suy ra được động năng thì hiệu là VKD thì đương nhiên phải có giá trị bằng 0. Vì nó không chuyển động, nó đang đứng yên. Nó đang đứng yên thì động năng của nó sẽ bằng 0. Tuy nhiên, khi chúng ta so với, ví dụ như là chúng ta so với một cái cây ở bên đường. Đấy. Khi chúng ta so sánh, so vị chuyển động của người so với cây ở bên đường thì rõ ràng là người đang chuyển động. Người đang chuyển động tức là vận tốc V lớn hơn 0. Vật có vận tốc V, cụ thể hơn đây là người. Người có vận tốc V, có vận tốc chuyển động thì sẽ có động năng, và chúng ta sẽ có động năng VKD ở đây là lớn 0, tức là nó tồn tại giá trị của động năng. Vậy thì câu trả lời ở trong bài toán số 3 này, chúng ta có thể trả lời có hoặc có thể trả lời là không, nhưng đi kèm theo nó đó chính là so với vị trí vật nào là mốc. Khi so vật mốc chính là ô tô thì người không có động năng. Nhưng khi so vật mốc là cây ở bên đường thì người có động năng. Nhá, các em lưu ý là cả động năng và thế năng thì chúng ta luôn phải quan tâm đến vật là mốc. Ở trong thế năng đàn hồi thì chúng ta quan tâm đến độ đàn hồi, tức hay nói khác là cái khoảng đàn hồi của lò xo. Ở trong thế năng trọng trường thì chúng ta quan tâm đến độ cao của vật so với mặt đất. Còn khi chỉ nói đến thế năng thì chúng ta lại phải quan tâm đến độ cao của vật so với vị trí chúng ta lựa chọn làm mốc. Tương tự với bài toán động năng cũng như vậy. Động năng đi kèm theo đó chính là chuyển động. Do đó khi nói đến một vật có động năng hay không động năng thì chúng ta phải quan tâm đến vật có chuyển động hay là không. Mà vật chuyển động hay không chuyển động thì chúng ta phải so sánh với một vật khác để được gọi là vật làm mốc. Thì ba bài vận dụng cũng như cùng với lại kiến thức lý thuyết ngày hôm nay
thì thầy đã hướng dẫn các em xong nội dung bài học về cơ năng. Thì qua nội dung bài học ngày hôm nay thì các em lưu ý những khái niệm và các thí nghiệm cũng như là các bài tập vận dụng mà thầy nêu ra trong bài học. Đồng thời thì các em hoàn thiện các bài tập đi kèm theo video bài giảng này. Thì hẹn gặp lại các em ở trong buổi học sắp tới. Xin chào các em.